Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trong chương trình video bài thuốc ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị những cái câu hỏi và trả lời cho quý cô bác anh chị nào đã đặt câu hỏi trên những cái video của tôi. Thì trong video này tôi xin được dành ra cái video này để trả lời cũng như là hướng dẫn tất cả những cái câu hỏi và những cái thắc mắc của các bác được trả lời qua cái video này. Và thưa với lại các bác, thì từ nay trở đi á, thì tôi sẽ cứ một tuần thì tôi sẽ có một cái video để chia sẻ trả lời những cái thắc mắc của các bác ở trên những cái video của tôi. Thì cũng không thể trả lời hết hoàn toàn những câu hỏi được các bác nhé. Tuy nhiên là tôi sẽ lọc ra những câu hỏi mà gần nhất cũng như là những câu hỏi mà nhiều người thường mắc phải nhất thì tôi sẽ trả lời. Và thưa với lại các bác, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này của một bác có lẽ là ở Hàn Quốc nên là cái tên chữ Hàn Quốc. Xin hỏi thầy, năm nay tôi 47 tuổi, nhìn xa thấy rõ, nhìn gần thấy mờ, mắt tôi hay bị mờ, thầy biết cách nào chỉ giúp, xin cảm ơn. Thưa với lại các bác, thế thì tôi đã có cái video chia sẻ đến các bác cái cách để chúng ta có thể là chữa cái chứng mắt mờ, mắt kém hay chảy nước mắt rồi, đúng không ạ? Thì các bác áp dụng cái bài đó vào cái cách để chữa cái vấn đề về mờ mắt thì đều rất là ok. Nhưng tuy nhiên qua đây thì tôi xin được trả lời bác và cũng như là hướng dẫn bác, cũng như với những cái người độ tuổi của các bác như này mà thường mắc phải những cái chứng như này á, thì các bác sẽ làm như này cho tôi nhá. Thì trước tiên là với vấn đề ở tay, thì các bác sẽ áp dụng vào hai ngón này. Chúng ta massage ở cái phần bàn tay này, massage phần bàn tay này các bác nhé, massage ở hai cái phần ngón tay này ở đây, cả hai bên các bác nhé. Và thứ hai là các bác bấm vào cái huyệt ở chỗ khu vực này này, đây này, thẳng con người mắt đi lên đấy, thì ở đây dưới này thẳng con người mắt đi lên các bác nhá. Đấy thì các bác trà vào đây, bấm vào đây, day vào đây. Đấy. Và sau khi day vào đây á, thì các bác bấm cái huyệt bách hội này. Mỗi một huyệt ấy, các bác bấm vào từ 1 đến 2 phút. Bách hội là huyệt trên đỉnh đầu, dưới đỉnh đầu. Sau nữa thì các bác bấm vào cái huyệt phong trì là ở đằng sau gáy này. Các bác nhé, day vào chỗ hai huyệt phong trì. Đấy, thì day đây và bấm đây. Tiếp theo ấy, thì các bác đặt cái tay này, cái tay làm cái này thôi này, đặt chạm vào trên phần giữa trán. Đấy, huyệt ấn đường này. Tay kéo theo cái đường rãnh này các bác nhá, kéo theo cái đường rãnh này, rãnh khóe mép này, rãnh này, các bác kéo này, mỗi một bên đấy các bác sẽ kéo khoảng cỡ tầm 20-30 lần các bác nhá, 20-30 lần ở cái dây như vậy. Và các bác massage ở cái phần khu vực dưới này này, đây này, khu vực gò má này, massage đây, dây các bác dây đây, rồi là massage khu vực mắt các bác nhá. Mỗi một buổi sáng các bác tập như vậy, kết hợp với lại các bác là chịu khó đi bộ, thì các bác biết là dưới gan và chân chúng ta nó cũng có rất là nhiều huyệt liên quan đến mắt. Và nếu như các bác nào mà đi lại nó kém ấy, thì ta có thể sử dụng là ngâm chân hoặc là ta massage bàn chân, thì nó cũng sẽ giúp cho các bác là tác động đến những cái huyệt ở mắt. Và thưa với lại các bác, thì các bác áp dụng những cái huyệt và kết hợp với lại tập thể dục các bác nhé. Tôi vừa chia sẻ thì sẽ giúp được cho bác hỏi về vấn đề về mắt này, mắt mờ này. Các bác làm thời gian thôi, nhanh thôi, là các bác chỉ trong vòng vài lần làm là các bác sẽ cảm thấy là cái mắt của mình nó được đỡ rất là nhiều các bác nhé. Tiếp theo là thầy làm clip hay, dễ hiểu và hữu ích cho mọi người. Và thưa các bác, thì tiếp theo chúng ta tới với lại câu hỏi của một bác là Hà Hoàng. Bác comment 4 giờ tiểu đêm tiểu nhiều và đặc biệt tiểu không tự chủ, có áp dụng được phương pháp ấn được không, làm vào thời gian nào trong ngày thì tốt nhất, mong anh tư vấn, cảm ơn anh. Thì thưa với lại các bác này, thực ra thì cái thời gian làm ấy, làm thời gian nào cũng được các bác ạ, làm thời gian nào cũng được. Các bác chia ra làm 3 lần trong một ngày, ít nhất là 3 lần trong một ngày các bác nhá. Sáng này, buổi sáng thức dậy này, trưa và tối trước khi đi ngủ. Đấy, các bác làm 3 lần trên một ngày. Và cái cách để chữa tiểu đêm ấy, thì tôi cũng đã chia sẻ đến các bác rồi. Thì nó cũng có rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên là cái phương pháp mà tôi chia sẻ đến các bác mà được rất nhiều người áp dụng và đem lại những cái hiệu quả rất là cao, đó là các bác day vào cái huyệt ở chỗ khu vực mép này, các bác này, mép này, đây nhá. Đấy. Thì các bác dùng hai ngón tay này, hoặc là móng tay đều được. Các bác dùng, các bác trà ở khu vực mép này.
Đấy, các bác trà thì tôi xin được chia sẻ kỹ cho các bác này, đó là các bác trà vào và các bác sẽ thấy nó có điểm đau các bác nhá. Nếu như người nào bị tiểu đêm và tiểu không trợ chủ hay là có cái vấn đề liên quan đến tiểu đêm ạ, thì ở cái phần này nó sẽ có cái điểm đau. Đấy, thì các bác trà và thấy nó đau ấy thì các bác day các bác nhá, day vào đó, day vào cái chỗ điểm đau ấy là từ 7 tới 21 lần. Có nghĩa là ta day mỗi một đợt day ta chỉ bay day 21 lần là tối đa thôi, không cần phải day nhiều các bác nhé, không cần phải day nhiều. Và chia ra day trong một ngày là 3 đợt sáng, trưa và tối. Đấy, các bác nhớ nhá. Và các bác này này, day ở hai cái bên mép này. Đấy, chỗ nào có điểm đau thì ta day, day vào đó thì là sẽ có hiệu quả. Và đây là một trong những cách rất là đơn giản mà đem lại cái hiệu quả cao. Đấy, thì các bác thử áp dụng để đem lại cái hiệu quả cho mình nhé. Mời các bác chúng ta tới với lại một cái câu bình luận của bác Châu Phạm hay là gì đó thì viết không dấu. Cảm ơn anh chữa tiểu đêm rất hay. Tôi bị bệnh tiểu đêm rất lâu, mới làm có một lần mà đã có hiệu nghiệm rất nhiều. Thank you. Đấy, thưa lại các bác thì bác ấy đã bị tiểu đêm rất lâu rồi nhưng mà mới làm có một lần thôi đã thấy có hiệu nghiệm rồi. Vậy thì nên là các bác áp dụng, và cũng xin được chia sẻ với các bác là cái cách tiểu đêm này nó hiệu quả với rất nhiều người, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đem lại cái hiệu quả giống y như như nhau được. Bởi vậy mà các bác cũng phải kiên trì. Đấy, thì ngoài những cái vấn đề do cái việc mà do những cái vấn đề bàng quang hay là vấn đề liên quan đến cái vấn đề tiểu đêm của bác ấy, thì nó còn có thể do như là thận hoặc là do một số cái vấn đề khác nữa, hoặc là tiểu đường. Thế thì nên là các bác cũng phải lưu ý là không phải ai nó cũng có thể đem lại cái kết quả giống như nhau các bác nhé. Bạn cho mình hỏi, bác Tâm Nguyễn ạ, bạn cho mình hỏi bị tê cả cánh tay thì bấm huyệt nào? Xin cảm ơn rất nhiều và về những chia sẻ của bạn. Thì thưa với lại bác, cả tôi cũng đã chia sẻ các bác có những cái video rất là chi tiết về cái cách chữa tê tay. Thế nhưng mà bây giờ tôi xin được chia sẻ lại cho bác, đó là cái việc tê tay của bác ấy thì nó có 3 cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do cái việc là tê do mỏi, do xương yếu, xương bị loãng xương các bác nha. Đó. Thứ hai là do cơ, cơ là cái phần thịt của chúng ta, cơ của chúng ta ấy, nó bị có vấn đề. Thứ ba là do cái việc là dây thần kinh và khí huyết lưu thông nó không được tốt. Có nghĩa là ví dụ như là các bác bị tim yếu này thì nó cũng có thể là khiến cho cái khí huyết của chúng ta, cái oxy khi mà máu nó chuyển nó không ra được đến đầu ngón tay. Bởi vậy mà nó sẽ khiến cho các bác bị tê tay. Đấy, thì do cơ thì có thể là do cơ bị chèn hoặc là vôi hóa cột sống gáy. Đấy, vôi hóa cột sống gáy nó cũng khiến cho là chèn ép cái dây thần kinh và khiến cho các bác bị tê tay. Thế thì tôi xin được mách các bác cái cách là như thế này. Đó là các bác dùng cái tay này, các bác dùng cái tay tạo thành gọng kìm này, các bác tuốt cái đầu ngón tay này. Tuốt được á, thì các bác sẽ áp dụng là 1, 3, 5 và 2, 4. Các bác áp dụng như vậy. Không thì các bác cứ tuốt tay nào cũng được. Các bác cứ tuốt từng ngón, tuốt cả như vậy các bác nhé. Tuốt cả tất cả những cái đầu ngón tay. Thì các bác biết rằng là cái đầu ngón tay, những cái ngón tay của ta này nó có rất là nhiều huyệt, và những cái huyệt này nó cũng là những cái điểm để kích hoạt đến những cái dây thần kinh của chúng ta. Nên là các bác tuốt như vậy nó sẽ rất là tốt. Và thứ hai là khi mà các bác tuốt những ngón tay, các bác nhớ là phải làm cả hai bên, làm cả hai tay. Và khi mà các bác tuốt những ngón tay này rồi thì các bác kết hợp với lại cái bài vẩy tay dịch chân kinh. Vẩy tay, các bác chỉ việc đứng các bác vẩy tay thôi, vẩy thả lỏng rất là đơn giản. Tôi cũng đã có bài chia sẻ trên kênh. Các bác nào chưa biết cái cách vẩy thì các bác có thể vào trong kênh và gõ cách vẩy tay HIT3 thì các bác sẽ tìm thấy cái cách vẩy tay của tôi chia sẻ các bác. Đấy, thì các bác vẩy tay nó cũng sẽ giúp cho các bác hết cái chứng tê tay này. Và một điểm mà rất là quan trọng nữa đó là các bác dùng cái bàn tay của mình này, các bác chà ở khu vực đây nhé, khu vực trán nhé các bác nhé, chà khu vực trán và thái dương này các bác này, chà ở đây đấy, trán này, chỗ khu vực trán này, thái dương này các bác chà. Nếu chỗ nào các bác thấy có cái điểm đau lấn gấn, điểm đau nhẹ thì ta day các bác nhé, day những cái điểm đau đó đấy. Thì sẽ giúp các bác là nó chữa được cái chứng tê tay. Thế còn với những bác nào mà nó bị cái nguyên nhân là do cái đốt sống gáy của chúng ta này, đốt sống gáy của chúng ta này nó bị cái chứng là thoái hóa chẳng hạn, hoặc là bị chèn ép ấy, thì nó tê tay ấy. Các bác có thể chà vào cái chỗ khu vực đây cho tôi này các bác nhé. Các bác chà khu vực sống mũi này, đấy, chà khu vực sống mũi rồi là sống tay này,
Đó, bác chà những cái điểm này, rồi dùng hai cái ngón tay cái của mình ấy, các bác đẩy như thế này nhá, các bác đẩy từ đây này, các bác đan cái tay vào này, đẩy từ đây, đẩy ra đằng sau, đẩy ra sau, các bác nhìn rõ không ạ? Đẩy ra sau, ta đẩy xuống hai cái phần thăn của hai cái gáy này, đấy các bác đẩy như thế, chỗ nào điểm đau thì các bác day, các bác nhá, đẩy xuống tận cái thân gáy này, thì nếu như các bác nào bị cái triệu chứng là bị vấn đề về cột sống hay là vấn đề bị thoái hóa đốt sống cổ thì bác giảm những cái phương pháp mà tôi vừa chia sẻ với các bác thì sẽ giúp được các bác chữa được cái chứng tê tay đấy, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho bác nhé. Và thưa vậy, các bác thì tiếp theo ta đến với lại câu hỏi của bác Tuấn Tuấn Phạm Phan Tuấn Phan các bác nhé, nhờ anh vui lòng giúp chữa bệnh tiền liệt tuyến để khi đi tiểu cho khỏi đi 2 đến 30 phút phải đi trở lại. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi đón xem video tiếp của anh. À thì bác cái bị cái biến chứng là tiểu đêm, tiểu nhiều lần do cái việc là vì tiền liệt tuyến. Bệnh là tiền liệt tuyến. Thế thì thưa với lại các bác này, cái bệnh này á thì nó có cái nguyên nhân rõ ràng nên là các bác cũng phải thăm khám bác sĩ trước và xem những cái vấn đề như là thuốc thang cho nó cẩn thận, và các bác kết hợp với lại cái việc là bấm huyệt này, bấm huyệt, và tôi cũng đã chia sẻ với các bác một trong những cái loại cây đó là cây náng hoa trắng. Các bác có thể vào trong kênh để tìm cái bài náng hoa trắng chữa tiền liệt tuyến. Và thưa với lại bác nữa thì với cái bài bấm bấm huyệt ở mép này, bấm huyệt ở mép này, nó cũng sẽ giúp các bác chữa được cái chứng này. Đấy, nên là các bác lưu ý là chúng ta nếu mà các bác bị thì ta nên kết hợp cả những cái phương pháp, dùng cả những cái cách của Tây Đông Y và cả những cái phương pháp bấm huyệt diện trần này. Thì các bác bấm vào hai cái điểm ở hai bên mép này, nếu có điểm đau thì các bác day. Và tôi xin được chia sẻ với các bác nữa đó là với cái khu vực bàn tay của chúng ta này thì các bác có thể thấy là ở trong Đông Y á thì nó có cái vấn đề là cái đồng hình thì tương ứng. Đây các bác có thể thấy là hai cái phần ở cái tay này nó rất là giống với mông đúng không ạ? Và cái phần ở trên này thì nó là cái khu vực bụng. Nếu mà đây là mông thì ở trên này là khu vực bụng. Thì các bác chà ở khu vực này, các bác chà ở khu vực này. Nếu những cái người mà bị vấn đề liên quan đến tiền liệt tuyến hay là những cái vấn đề ở cái khu vực bụng dưới bàng quang, các bác chà ở khu vực giữa lan và tay này thì bác sẽ thấy nó điểm đau. Và nếu nó có điểm đau thì các bác day, day ở cái điểm đau này. Thường xuyên các bác chà và day chia ra làm ngày 3 lần. Các bác chà như vậy nó sẽ giúp các bác chữa được cái chứng của các bác. Và hy vọng rằng với chia sẻ này sẽ giúp ích được cho bác. Bác Tuấn Phạm các bác nhá, bác nhá. Và theo các bác thì tiếp theo ta tới với một câu hỏi của một cái bạn nào tên là Korea Vlog. Anh ơi cho em hỏi tí, em bị mắc bệnh mất ngủ lâu rồi nhưng em cũng uống thuốc nhiều mà không khỏi, em ngủ hay thức giấc giữa đêm tầm 3 giờ sáng, như vậy em bị sao vậy anh, cách điều trị như thế nào anh có thể tư vấn cho em biết được không, em cảm ơn anh nhiều. Thì thưa với lại các bác thì cái việc mà thức bạn này thì không biết là gọi xưng như vậy thì không biết là bạn là năm nay bao nhiêu tuổi, thế nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ còn trẻ. Thì thưa với lại các bác này, cái vấn đề mà thức giấc nửa đêm ấy, thì rất nhiều người mà gặp phải, và đặc biệt là với những người cao tuổi thì sức giấc một khi đã thức giấc rồi ấy, thì nó sẽ khó ngủ lại. Với cái bạn này nếu như mà còn trẻ mà lại thường xuyên bị như vậy thì không biết là bạn đi ngủ vào lúc mấy giờ. Thế nếu như mà đi ngủ sớm thì bạn thức vào cái giờ đó thì nó cũng là bình thường thôi. Ví dụ như là đi ngủ từ khoảng 8 9 giờ và thức vào cái giờ khoảng 3 giờ sáng thì là chuyện bình thường, không sao cả. Vấn đề là nếu như bạn đi ngủ mà ví dụ như là đi ngủ sớm cũng thức giờ đó mà đi ngủ muộn cũng thức giờ đó, hoặc là đi ngủ thường đi ngủ từ 11 12 giờ mà đến 3 giờ đã thức rồi thì tôi xin được chia sẻ thế này. Thứ nhất đó là do có thể là do rất nhiều những nguyên nhân, do nguyên nhân mà thức dậy đi tiểu chẳng hạn thì cũng sẽ khiến cho các bạn là không không có thể, khi mà đã thức dậy rồi thì nó khó đi vào giấc ngủ. Thứ hai là do cái vấn đề đồng hồ sinh học của cơ thể. Có nghĩa là khi mà nó lâu ngày quá các bạn hay thức hay làm một cái công việc gì đó vào giờ đó nhiều quá thì nó đã tạo thành một cái thói quen đó, gọi là đồng hồ sinh học cơ thể bị thay đổi. Và
tôi xin được chia sẻ đến bạn cũng như là với các bác là nếu như với những người bị mất ngủ thì chúng ta cứ áp dụng những cái phương pháp mà tôi đã từng chia sẻ, là các bác bạn nếu như là những người bạn trẻ, đó là các bạn hãy bấm vào giữa cái huyệt ở gan bàn chân, gọi là huyệt dũng tuyền, là cái huyệt ở giữa gan bàn chân, giữa cái gan bàn chân luôn, thì bấm vào huyệt đó và day. Nếu như mà các bác mà nếu như bị mất ngủ do những cái vấn đề nó đơn giản thôi ạ, thì có thể bấm vào những huyệt này sẽ giúp cho các bác kích thích. Và thứ hai nữa là với những người bị mất ngủ như vậy ạ, thì mỗi khi mà ta bị mất ngủ như vậy rồi dậy rồi ạ, thì ta có thể là sử dụng những cái phương pháp như là hít thở sâu, có nghĩa là tập trung vào hơi thở, ngồi thẳng lưng và tập trung vào hơi thở rồi hít thật sâu, hít cho cảm giác cái luồng khí của chúng ta ấy, nó xuống đến tận dưới bụng, có nghĩa là ta cảm nhận như vậy, hít xuống tận dưới bụng và thở ra là ép bụng vào, hít là phình bụng ra và thở ra thì ép bụng vào, hít thật sâu và thở ra thật dài thì nó sẽ giúp cho là điều hòa được cái cơ thể. Và thứ ba nữa là với những người cao tuổi hay mà mắc phải những cái chứng này thì có thể là do những vấn đề như huyết áp chẳng hạn, thì có thể là dùng cái ngón tay cái trà từ cái phần ở gáy này xuống hai cái phần ở thân gáy, hai cái phần ở thân gáy, và trà ở cái phần chỗ mang tai trở xuống này, trà ở xuống này. Đấy, thì với những cái người mà bị vấn đề về huyết áp thì có thể trả ở những cái điểm đó nữa, thì cũng sẽ giúp cho là dễ dàng có lại được giấc ngủ ngon. Và hy vọng rằng với cái video này sẽ trả lời được một số những cái thắc mắc của các bác. Và nếu như bác nào còn có những câu hỏi nào hay là còn băn khoăn về vấn đề gì thì mời các bác cứ để lại comment ở phía dưới bình luận của video, và tôi sẽ chia sẻ lại, tôi sẽ tổng hợp lại những câu hỏi nào nó được nhiều người quan tâm, hoặc là các bác nào có thể rất nhiều người bị những cái triệu chứng đó, thì tôi sẽ trả lời các bác vào tuần tiếp theo. Và bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.